xây dựng nhà mới trong năm 2022 đối với cả nhà đầu năm. Chào chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong cái nội dung liên quan đến xây dựng nhà cửa mới cũng như là tu tạo sửa chữa của nhà cửa trong cái năm 2022, tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về cái việc mà xây dựng nhà mới trong năm 2022 đối với cả nhà hướng Nam. Nhớ lại, nhắc lại là nhà hướng Nam. Nhà hướng Nam thì về mặt phương hướng gồm có ba sơn là Bính, Ngọ, Đinh, nằm từ độ số từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ. Đoạn này là 45 độ hướng Nam. Đối với cả cái nhà hướng Nam thì cái phần tọa thông thường, tôi nói là thông thường, thông thường ở đây là thường thì những cái nhà tọa Nam, thì những nhà hướng Nam thì thông thường là tọa Bắc. Người ta gọi là cái nhà gọi là nhà tọa Bắc hướng Nam. Năm 2022 thì là năm Nhâm Dần, Dần Ngọ Tuất Tam Hợp. Như vậy ba sơn là Hợi, Tý, Sửu là ba sơn mà bị phạm phải tam sát. Tam sát gồm có tai sát, kiếp sát và tuế sát, bao gồm là tai sát, kiếp sát và tuế sát. Như vậy thì bản thân là chính cái nhà hướng Nam là chính tọa Tý hướng Ngọ. Tức là nếu cái nhà tọa Tý hướng Ngọ, tức là 180 độ cộng trừ 7,5 độ, đúng không ạ? Thì nó tương đương vào khoảng tầm 172,5 độ cho đến 87,5 độ ấy. Thì cái đoạn nhà tọa Tý hướng Ngọ thì là gọi là bị tọa vào chính cái vị trí của tam sát. Mà tam sát thì không thể tọa được. Cho nên ra là cái nhà tọa Tý hướng Ngọ thì sang năm thì chỉ không nên xây mới. Còn những cái căn nhà mà có tọa Nhâm hướng Bính hoặc là tọa Quý hướng Đinh, tức là đã lệch ra khỏi hướng Nam là 105 độ, đã lệch ra khỏi 7,5 độ rồi, tức là từ 57,5 độ cho đến 67,5 độ, người ta gọi là 57,5 độ cho đến cộng thêm 15 độ nữa, tức là cho đến là 72,5 độ. Thì những cái nhà như vậy thì người ta gọi là nhà hướng Bính, hoặc là những cái nhà từ 87,5 độ cho đến 202,5 độ, người ta gọi nhà đấy là nhà hướng Đinh, đúng không ạ? Tức là những hướng Bính, hướng Đinh sang năm là khai sơn lập hướng, xây vẫn hoàn toàn được. Bởi bản chất là về mặt thiên khí sang năm thì nhất bạch thủy là vượng tinh đáo phương bắc, đúng không ạ? Cửu tử là cái sao đương vận, đúng không ạ? Đáo vào vị trí phương Nam, đắc vị, cho nên hình ra là cái việc nạp khí cho nhà hướng Nam trong năm sau cũng là một cái năm rất là tốt lành. Tuy nhiên nếu như anh chị không vội thì chúng ta nên để sang đến năm 2023. Năm 2023 là năm Quý Mão, thì vào cái năm Quý Mão thì không chỉ cái việc mà đắc được cái vượng hướng do thiên khí, nó còn đắc được cả cái vượng long, cho nên là chúng ta có thể để dịch chuyển sang năm 2023 thì nó còn vượng hơn nữa. Tuy nhiên năm 2022 này cũng đã rất là vượng rồi. Tháng 4 và tháng 6 âm lịch, tức là tháng Tỵ và tháng Mùi, đó là hai thời điểm vượng nhất để mà chúng ta có thể khởi công và xây dựng cái nhà này. Lưu ý, để căn nhà đặt thêm cả cái vượng khí thì chúng ta cần phải lựa chọn thêm cả cái vị trí động thổ, rồi cái thiết kế cái công năng cho căn nhà nó thật là tốt để đắc được toàn bộ những cái vận khí của năm. Ngoài ra thì cái việc tu tạo sửa chữa trong năm 2022, anh chị lưu ý cái điều này, tôi sẽ nhắc đi nhắc lại trong các video sắp tới từ các hướng, tức là năm nay trung cung Phạm Ngũ Hoàng, cho nên là cái việc tu tạo sửa chữa mà chúng ta lại sửa ở phần giữa nhà, hoặc là anh chị sửa giếng trời cho đối với nhà ống, hoặc là chúng ta nâng thêm cái tầng nữa vào cái năm nay đối với cả cái căn nhà, thì điều đấy lại là điều không nên. Nếu mà anh chị mà nâng thêm tầng mà chúng ta gọi là nạp lại vận ấy, thì chắc chắn chúng ta phải lát lại toàn bộ cái nền nhà và chấn chạch lại, cũng như để chúng ta nạp lại long. Chứ nếu như năm nay cái việc mà nâng tầng lên thì lại là một việc không cát, vì Ngũ Hoàng năm nay đáo vào trung cung. Nếu mà chúng ta mà tu tạo sửa chữa cho những cái nhà hướng Nam năm nay thì chúng ta chỉ có một thời điểm duy nhất, tức là tu tạo sửa chữa về phương Nam năm nay. Tôi chỉ lưu ý về cái việc mà tu tạo sửa chữa theo phương thế này, tức là khi mà tôi lấy cái tâm là cái trung cục, tức là cái trung cung của cái nhà của anh chị, tức là giữa nhà của anh chị đấy làm tâm, thì anh chị nếu như nhà anh chị hướng Nam, tức là anh chúng ta làm cái nhà ở phần phía đằng trước, nếu như nhà anh chị hướng Đông thì chúng ta làm phần đấy bên tay phải của nhà nhìn ra, nếu như mà hướng Tây thì chúng ta làm phần đấy bên tay trái nhìn ra,
Anh chị hiểu không ạ? Tức là lấy trung cung làm điểm rồi xem là cái phương vị tu tạo. Ở cái phương vị tu tạo này chúng ta có thể xây thêm cái nhà ngang hoặc xây thêm phòng hoặc là tu tạo sửa chữa về cái phương vị đó. Thì như vậy thì người ta gọi là nạp lại vận, hay là người ta gọi là cơi nới, hay là cải tạo, hay là sửa chữa. Thì cái thời điểm tốt nhất để làm việc này đó là tháng 4 âm lịch, tức là tháng Tỵ của năm 2022 nhâm dần. Như vậy thì cái việc mà xây mới, cái việc mà nhập trạch, cái việc mà khai trương, nhập trạch tôi nói với nhà chung cư vì chung cư quan trọng nhất thời điểm nhập trạch, đúng không ạ? Khai trương hay anh chị sửa chữa văn phòng hay là địa điểm kinh doanh của anh chị, ví dụ nhà hàng, khách sạn chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là chúng ta cơi nới tự tu tạo sửa chữa cho cái nhà hướng nam trong năm nay là một cái năm là tốt lành, và chúng ta có thể làm vào hai thời điểm, một là tháng 4, hai tháng 6. Nếu sửa chữa thì chúng ta chỉ làm vào thời điểm tháng 6. Anh chị cần hiểu hơn hay là biết thêm thông tin chi tiết thì có thể để cái comment phía bên dưới để đội ngũ tư vấn của Phong Thủy Thái Nguyên sẽ hỗ trợ anh chị để trả lời cũng như là chi tiết hơn về cái việc mà khai sơn lập hướng này. Xin cảm ơn.